Ủa em nhìn màn hình rồi hả? Đâu đoán tôi, đang đoán mà. Nhìn màn hình kìa. Ui giời. Nãy điều sốc lắm. Quá sốc. Dạ, đúng là bao nhiêu tiền mọi người ơi? Nick của Giang sâu thật. 238.000 đó là giá của nhãn hàng. Cho em hỏi giá của mình hôm nay hiện tại mọi người đang mua với giá bao nhiêu? Voucher nữa. Mọi người cho em hỏi mọi người app voucher vô giá còn bao nhiêu mọi người ơi? À, một combo. Giờ sẽ đang cánh linh nhá. Gim. Đã gim. 200 bao nhiêu đấy? 217. Anh mua 217 cho một combo. Đấy là 105 lít mà. Chị nói combo, gim combo chị gim lộn rồi em. À. Ui, có 196 vậy? Anh 196. Ừ, 1196 hả? Ừ. Oh my god, anh 196 này. 1196, nhiều người luôn chứ không phải tại mua. Cho mọi người biết là một combo này có ba cái gì đi. Trời ơi. Dầu ăn, đường, gạo thơm, gạo ST25 và cái gì đây? Hạt nêm. Hạt nêm này là 400 gram nha mọi mà, người ơi, hạt nêm quảng cáo ngọt từ cái gì, ngọt từ ngọt, đúng rồi, ngọt từ xương. Từ xương non ở đây mọi người nhá, của Tường An. Xem phim là có cái này, quảng cáo này. 400 gram, chết rồi, rẻ quá. Đúng rồi, mua một combo này có thể là đi từ thiện này mọi người này. Đúng rồi nhỉ. Trời ơi, chết rồi, bây giờ cái này là 196. Cái vật, gọi là nói chung là cái vật thiết yếu gia đình đó mọi người. Hầu như ai cũng cần, cho nên Hằng khuyến khích mọi người mua hàng chỉ cần để đây, Hằng nghĩ là cũng không cần phải nói gì nhiều đâu. Chỉ cần mọi người đi tốt mọi người đặt nhá. 168.000, trời hết hàng rồi. Đâu hết chưa đâu. Mới thấy đọc cái chữ hết rồi. Trời ơi chị ơi, không em muốn bổ sung thêm. Mọi người ơi, có thể báo với nhãn hàng có thể bổ sung giúp Hằng được không? Anh báo liền cho. Có thêm đi. Đợi Hằng một xíu. Mọi người có thêm được không? Mọi người có muốn thêm không? Mọi người cầm máy có muốn thêm. Mọi người có muốn thêm không? Combo này quá rẻ luôn. Hời, giá cực hời ngày hôm nay. Ok, anh ơi bây giờ hỏi nhãn hàng giúp em, bây giờ mình tạm thời để đây. Xong rồi, ôi nhãn hàng ok. Để đây, không lên nữa là tí sách về luôn. Đợi Hằng. Nói nhãn hàng nhá, tí nữa không lên là không lên nữa là sách về luôn. Rồi. Anthamil, sữa Anthamil. Bạn nào đang xài dòng này mọi người ơi, bé nào nhà mình đang xài dòng này, sữa của em bé nào, sữa Anthamil. Cái này rất nhiều các bạn, các mẹ biết rồi, nên là bây giờ mình chỉ lên để thấy deal rẻ là mình hốt thôi. Mọi người ha, cái đó, cái set đó để xíu Hằng xin thêm nhãn hàng cho mọi người. Mọi người đợi Hằng một xíu nhá. Đó, rồi cái này thì mọi người ạ, một hộp Anthamil tặng thêm một cái đồ chơi, cái mà cái này gọi là cái gì mà người xem. Điều khiển xếp hình. À, xếp hình. Điều khiển xếp hình. Được tặng thêm một cái điều khiển xếp hình nữa nè mọi người ạ. 699.000, bình thường mọi người mua giá bao nhiêu ở Việt Nam đấy? 750. Bình thường là 750. Đúng rồi, bình thường 750. Bây giờ giá còn 699. Ờ, mấy theo, đổi cái này giùm em, đổi hình nền giùm em đi. Đổi Hiển ơi. Máy chơi game sẽ hiện của con đi. Bình thường mọi người mua bao nhiêu tiền đấy? Sữa, đổ qua sữa. Cái gì bình thường cái này 500, đâu làm gì có giá đó bà mua. 75 mấy mà. Ờ đúng rồi, 750 phải không? Giá bình thường mọi người mua bên ngoài tại hãng là 750. Hết nữa rồi, đâu? Phải không mọi người? Combo 2 rẻ hơn. Combo 2 rẻ hơn. Ok, combo 2 được tặng gì liền hả? Ui cả bác. Liền hả? Combo 2 được tặng này hả chị? Combo 2 được tặng gì? Phải được tặng này cho combo 2 không? Mua 2 hộp được tặng này. 2 hộp giá bao nhiêu mọi người ơi? Chết rồi, cái này mấy mẹ bỉm đi vô săn lẻ mọi người ơi. Bởi vì cái chương trình này của Hằng 1 tháng mới có một lần. Một tháng mới có một lần thôi. Bé của mình một tháng bé đã xài mấy hộp sổ rồi. Mọi người ha, chương trình này đúng là một tháng có một lần. Cho nên là lôi thấy rồi đó. Lôi thấy rồi nha. Ui, 2 hộp có 958.000 thôi. 2 hộp 958.000. Ôi thế thì rẻ hơn, đúng rồi. Ừ. Mua hai rẻ hơn. Chết rồi, rẻ quá rồi. 2 hộp 958.000 là quá trời rẻ rồi. Được tặng thêm một cái ba lô. Đây, ba lô. Nè, Lôi ơi, ra đây cô. Ồ, sữa này nhiều người biết đấy nhở. Nhiều, à. Nhà chị đang xài. À? Nhà chị hai bé luôn đang xài. Này, đi học, chán rồi, đi học. Chán rồi hả? Được tặng thêm một cái ba lô. Úi trời, đây, được tặng thêm một cái ba lô. Đây. Ồ, đi học. Hai bực được tặng thêm một cái ba lô nữa nhé. Đây con. Lôi. Cặp. Chẳng đợi. Đây, được chưa mọi người? Rẻ nha. Rẻ. Rồi, ba hộp nào. Combo 3 rẻ hơn nữa không? Combo 3 bao nhiêu tiền? Ui, combo tặng thêm đàn á. Trời ơi. Ba hộp nhiêu? 1 triệu bao nhiêu em?
1.535.000 là tính ra một hộp bao nhiêu? Còn một ba rẻ hơn một xíu nữa. Một triệu. Được tặng hẳn một cái đàn. Một triệu năm 535 à? 1.535.000 được tặng hẳn một cái đàn luôn. Đây đây. Là một hộp có 511. 511. Đấy, thấy chưa mọi người, mua bên ngoài là 750. Mọi người mua bên ngoài 750. Bây giờ trên live của Hằng mọi người mua 3 hộp chỉ có 1.500.000. Trời ơi rẻ quá. Bây giờ mẹ Bỉm ơi đi vô đặt thôi. Mua về dự trữ mọi người nhá. Mình mua về dự trữ cho con, bởi vì cái chương trình này những cái phiên live lớn như thế này thì mỗi tháng Hằng chỉ live khoảng tầm một lần thôi, có những tháng Hằng không live. Cho nên là cái giá này ấy, đôi khi là mình nói ơi, đây là đàn con. Đàn nha. Thôi chị lên mua sữa đi, được tặng đàn. À. Đây là được tặng cây đàn. Ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Được tặng cây đàn. Đây, mọi người sẽ được tặng cây đàn, mua 3 hộp sữa được tặng cây đàn, vừa rẻ vừa có quà. Ê, cái này hát được. Có mà, cái này không được mà. Đây đây đây, đúng rồi. Mua 3 hộp sữa được tặng cây đàn. Được tặng thêm cây đàn nữa nha mọi người ơi. Đấy, tổng cộng 3 hộp hiện tại đang là 1.500.000. Chúng mình là 1.500.000 cho 3 hộp. Mẹ Bỉm ơi mua lẻ. Mẹ Bỉm ơi rất là rẻ. Anh ơi cái set đó có xin được thêm không ạ? Sao lại hai hộp rẻ hơn? 100 chiếc sáo này hả? Đúng rồi. Để anh gọi nhãn hàng lẻ giùm em với. Gọi lẻ giùm em. Hai hộp, hai hộp combo, hai hộp rẻ hơn. Thôi săn đi, cái nào rẻ hơn thì săn đi mọi người. Cứ cái nào rẻ hơn mới rẻ hơn là cứ săn đi. 942 hả? Đây combo 3 hộp thì. Vậy tính ra 942 cho hai hộp là rẻ hơn chứ. Ở đây à? Ồ, vậy mua combo 2 đi cũng được mọi người ơi. Combo 2 thì tặng cặp. Combo 2 tặng cặp. Ôi vậy thì mình mua 2 combo 2 cho nó rẻ. 2 combo 2 vẫn được mà phải không? Mua 2 combo 2 rẻ là tổng cộng 4 đấy mấy bạn. Đúng rồi, combo 2 mà chỉ có 942.000 thôi. Là tính ra là ui 470 mấy nghìn. 450 mấy nghìn. Đấy, tầm đấy. Được được được, combo 2 ok, 942.000 cho Anthamil mọi người nhá. Hiện tại còn Anthamil của em bé này. Cái Anthamil thì nổi rồi. Hiện tại bé nhà Hằng, hai bé vẫn đang xài, bởi vì Hằng qua bên đây em bé ở nhà không có sữa uống là phải uống sữa bột, là cũng của Anthamil luôn. Rồi cái Anthamil này bé Coca nhà Hằng hiện tại nó hơn 3 tuổi một xíu, nó cũng đang xài Anthamil luôn mọi người ạ. Nhưng mà cái phiên bản Hằng xài bên Trung á là cái bao bì nó khác hơn thôi. Bao bì nó khác hơn so với phiên bản ở Việt Nam của tụi mình, nhưng cùng một thương hiệu đó là Anthamil. Đó nên là những bạn nào mọi mẹ các mẹ Bỉm nhá, mọi người đang muốn săn giá tốt, đang tiết kiệm được quá trời luôn. Tiết kiệm được rất nhiều thì các bạn có thể sử dụng cái dòng này nhé mọi người ha. Đó là hiện tại combo 2 đang là 942.000 cho hai hộp, được tặng thêm một cái vali nữa. 900 cặp. Một cái cặp ba lô. Cái vali mà. Ở đây. Đây phải không? Đúng rồi, đúng rồi, ok rồi. Số 3. Đúng rồi. Đây nhá mọi người ha. Rồi cái này Hằng sẽ giữ deal cho mọi người từ giờ đến cuối phiên live. Từ giờ đến cuối phiên live Hằng giữ deal cho mọi người. Cái này mọi người sẽ qua cái này giùm em luôn. Anh ơi cái kia mình có lên được không? Chuẩn đi. Bác sĩ, lên rồi, bác sĩ cùng ngồi chứ. Ai, à, thế hả? Để em ra chứ nhỉ? Không, ngồi đó đi. Ngồi đó đi, không được ra. Thế cô ấy quá. Khóa chốt ở đây luôn. Rồi đây. À, đến đồ bạc, đâu? À, chưa chứ. Sữa tắm cho em bé. Sữa tắm cho em bé. Mua 2 tặng 1. Sữa tắm cho em bé mua 2 tặng 1. Đây. Mua 2 kèm 1. Mua 2 tặng 1 sữa tắm em bé. Đây rồi, đây các bạn ơi, mọi người coi giúp Hằng nào. Con ngồi đây nhá. Đi ngay bây giờ đưa cô Hằng cái đấy nhá. Thế à? Ơi, xử lấy đấy nó đây trả mấy cái này. Đùa. Cô Hằng ơi đây nha, em ngồi đây. Cô Hằng ơi đây nhá, lôi trả cho cô Hằng đây nhá. Con cứ nhảy kìa. Thằng này thiệt sự luôn á. Đây rồi mọi người ơi. Em biết Johnson Baby không? Có, cái này nổi tiếng mà. À biết hả? Cái quá nổi tiếng còn gì. Rồi, Johnson Baby hôm nay nhá mọi người, một lọ sữa tắm và một lọ sữa tắm màu vàng. Combo 2 lọ. Mỗi lọ 1 lít, tặng thêm một lọ. Ui. 3 lọ. Johnson Baby quá trời nổi rồi. Đây là một cái dòng sữa gạo rất an toàn và lành tính cho em bé nhé mọi người ơi. Cái chất của nó là cái chất sữa sữa an toàn lành tính cho em bé, nên là những cái bạn nào mà mọi người có cái làn da nhạy cảm người lớn nhá thì các bạn có thể xài ké được. Nhưng bình thường mà là sữa tắm của em bé nó tiền giá thì nó sẽ khá là cao. Nhưng mà hôm nay trên live của Hằng thì mọi người sẽ áp cái voucher vô thì nó sẽ rẻ hơn. Em sao nó không phọt ra vậy em? Ôi trời ơi, ghê quá, đi thôi, phọt ra coi kìa.
Đây 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 đây. Mọi người nè, độ pH của nó, các bạn có thể nhìn thấy cái độ pH của nó nhá, là trung tính. Hoàn toàn là không có cách biệt gì so với làn da của mình. Độ pH trên da của tụi mình nó hoàn toàn là không có gì thay đổi nhé mọi người ơi. Nên là cái này ý, nó phù hợp để sử dụng cho em bé. Và những bạn nào có làn da nhạy cảm, như là da bị kích ứng, hay là dễ viêm da, dị ứng rồi cơ địa này nọ các thứ rồi đó hả, thì các bạn có thể sử dụng cái dòng sữa tắm của em bé như thế này cũng được. Một lọ 1 lít, 3 lọ 3 lít, mua 2 tặng 1, 1 lọ vàng 1 lọ xanh, tặng thêm 1 lọ vàng. Chị ơi, giá giùm em. Mọi người thấy giá giùm em rẻ hơn là mọi người cứ mua thôi. 329.000. Sữa tắm này quá nổi tiếng rồi nên là mọi người cứ yên tâm. Johnson là mấy chục. Ôi bao nhiêu? 329.000. Mấy chục đồng. Có bộ á? 3 chai đấy. Ui, mỗi chai 1 lít đấy. Khiếp. Rẻ nhở? Quá rẻ luôn. 329.000 các mẹ bỉm ơi. Săn thôi. Mọi người ơi, các mẹ bỉm ơi, mình săn thôi. Cả người lớn lẫn em bé đều được một chai không có lời. Mọi người mua một chai bị lỗ hơn. Các bạn mua 3 chai này, 329 là 330 cho 3 chai. Quá trời rồi. Trời ơi, đấy, thấy chưa mọi người ơi, 3 chai, rẻ đúng không? Rẻ nha mọi người ơi, rất là rẻ luôn. 330.000 cho 3 chai tất cả luôn. Quá. Và đây là sổ em bé. Mà nó 1 lít lận. 1 lít rất là nhiều. 1 lít lận nhé mọi người ơi. Một chai 1 lít lận đấy. Trời ơi, rồi thôi cái này đi lẻ thôi, cái này được rồi. Hằng để trong giỏ hàng cho mọi người ấy nha. Chứ cái sản phẩm nó nổi tiếng quá rồi. Cái sản phẩm này quá trời nó nổi rồi mà. Nổi quá rồi. Đây phải không? À, cái kẹo. Ê, giao ná tả khai rồi này chưa? Ná tả khai rồi này chưa? Đây. Tả khai rồi này kìa, tả khai kẻ thăm hay sao? Cái này chị dán vô rồi. Thế hả? Thôi, chị lấy cái kia chị dán cho. Ý là bóc ra phải không? Nè, mấy cái bịch mà chưa dán, bóc qua lại cho chị. Bóc ra đây. Quá trời, cái bịch này ấy, là cái kẹo dẻo mà cái này mọi người có thể mua cho em bé nhỏ nhà mình ăn được nhá. Mua hàng deal được cho mọi người cái giá cái combo đó là mua 2 4 6 mua 6 tặng 1 là 7 gói cơ. 7 gói tất cả, tổng cộng là 7 gói. Đây, thử thử xem có ngon không nào. Cái gì mua 8 tặng 1 á? Mua 8 tặng 1 á. À 2 4 6 8 rồi chết rồi. 2 4 6 8 sao đấy tính sao ra 6 gói vậy ta? 8 tặng 1 là 9 gói. Ok đấy. Trời ơi, mua 8 tặng 1 là 9 gói. Mọi người thấy